Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Trachodintede, Lysiana làm thủ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách tiên tri Giaia rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu, hãy bạt mọi núi đồi, con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng tôi trước khi làm linh mục và được học giảng có lớp bài bản đàng hoàng, rồi mình phải giảng, thì cái lời khuyên của người dạy giảng của chúng tôi là giảng ngắn thôi, khoảng 10 phút đổ lại thôi. Rồi có một linh mục đi qua Paris để nghỉ thì làm lễ thế cho một ông cha sở già đó. Thì ông cha sở già đó, ông ấy dặn thì là giảng càng ngắn càng tốt, tại vì giảng dài không có ai nghe đâu. Rồi ông cha đấy rất là ngạc nhiên, cũng ở cái nhà thờ đó, một tuần sau thì có một buổi trình diễn nhạc của Handel là bài Messiah. Đó là một bài có dàn nhạc đại hòa tấu, rồi có ca đoàn hát, nên rất là lâu, khoảng 3 tiếng đồng hồ, mà không ai cảm thấy chán, mà không ai muốn bỏ ra về sớm cả. Điều đó làm cho ông ấy thắc mắc. Thế rồi có một giáo viên nói cho ông biết cái bí quyết là tại sao mà người ta không có thích nghe lời Chúa, mà người ta ngồi cả 3 tiếng hồ để nghe nhạc. Cũng như là quý vị cũng vậy, đi lễ 1 tiếng hồ thì bảo là dài, nhưng mà đi coi đại nhạc hội, coi văn nghệ, các ca sĩ các nơi tới, nhiều khi trình diễn 4-5 tiếng đồng hồ mà không chán. Thế còn ở sở sau cái buổi đại nhạc hội ấy, còn ở lại chụp hình với ca sĩ nữa. Tại sao lại như vậy? Thì một giáo viên nói rằng thì là tại vì chúng ta phải có tương quan riêng tư, tương quan mật thiết với Chúa trong cuộc sống trước khi chúng ta cảm thấy được vui thích khi nghe lời của Chúa. Nếu mà chúng ta không có cái tương quan mật thiết với Chúa thì chúng ta rất là chán khi nghe lời của Chúa. Do đó mà giảng cho người không biết Chúa hay là cho người không có tương quan mật thiết với Chúa thì cũng giống như là đàn gảy tai trâu. Họ rất là dễ chán và để xong để về. Vậy làm sao cho những người này yêu thích lời Chúa? Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài phúc âm hôm nay là mẫu gương giúp chúng ta biết phải làm sao. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con ông Zacharia, trong hoang địa.
ông liền đi khắp miền sông Giô-đan rao giảng. Đoạn văn ngắn này cho chúng ta ba bước cần thiết để biến đổi bất cứ ai có lòng nguội lạnh trở nên nhiệt tâm trong đức tin. Ba bước đó là: thứ nhất, vào trong hoang địa; thứ hai, lời Chúa kêu gọi; và thứ ba, ra khỏi hoang địa và đi rao giảng. Bước thứ nhất, vào trong hoang địa. Tại sao phải vào trong hoang địa? Vì trong hoang địa là nơi chúng ta một mình với Chúa. Ở đây, tại làm sao chúng ta đi được vào hoang địa? Vào hoang địa có nghĩa là chúng ta phải bỏ thời gian ra, phải tìm ra cái thời gian cần thiết để ra khỏi những công việc hàng ngày, những công việc bận rộn hàng ngày, để đến với Chúa. Như là chúng ta đi lễ hôm nay, hay là chúng ta phải bỏ thời gian ra để cầu nguyện, trong giờ cầu nguyện thinh lặng cầu nguyện, và bỏ thời gian ra để đọc lời Chúa. Hoang địa, cái thời giờ chúng ta bỏ ra như vậy, cái thời giờ chúng ta bỏ ra cho Chúa như vậy, là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa. Nên chúng ta phải đi trước, phải bước trước vào trong hoang địa để đến với Chúa và đi tìm Chúa. Đó là cái bước thứ nhất. Chúng ta phải bước đầu tiên để đến với Chúa và đi tìm Chúa. Rồi cái bước thứ hai là lời Chúa kêu gọi. Khi chúng ta mở lòng ra cho Chúa trong hoang địa, thì Chúa sẽ đến thăm và làm cho lòng chúng ta tràn đầy Ngài. Có một vị thánh nói rằng khi chúng ta bước một bước đến với Chúa thì Chúa sẽ bước hai bước đến với chúng ta. Ở trong cái giai đoạn này, Chúa là người bước vào đời của chúng ta, làm mới chúng ta, biến đổi chúng ta và đúc lại cái hình ảnh của Ngài trong chúng ta, cái hình ảnh mà chúng ta được dựng nên. Giai đoạn này gọi là được sinh ra lần nữa, vì Chúa đến với chúng ta, làm mới lại chúng ta, biến đổi chúng ta, nên chúng ta được sinh ra một lần nữa. Và nếu cái điều này xảy ra thì rất là nhiều người muốn được cả ngày ở bên Chúa, không muốn rời Chúa nữa. Nhưng cũng giống như Thánh Gioan, chúng ta phải trở về với cuộc sống và bổn phận hàng ngày của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta lại phải bước ra khỏi hoang địa để đi vào đời thường của chúng ta. Thưa, để làm cái gì? Là để chúng ta đi rao giảng cái niềm tin mà chúng ta được lãnh nhận, rao giảng cái kinh nghiệm thiêng liêng dồi dào tự nhiên mà chúng ta vừa được. Vì khi chúng ta có cái kinh nghiệm thiêng liêng dồi dào tự nhiên ấy, chúng ta muốn chia sẻ với người khác cái kinh nghiệm đó. Giống như chúng ta mặc cái áo thun với hàng chữ: Wow, Chúa thật tuyệt vời. Wow, God is great. Và khi đó, người khác khi mà nhìn vào chúng ta sẽ tự nhiên nhận ra cái niềm vui, sự bình an, sự thanh thản tỏa ra từ chúng ta, và họ cũng muốn nên giống như chúng ta, muốn trở nên bạn bè với chúng ta. Chúng ta thấy những người có đời sống nội tâm rất là thu hút. Thu hút không phải là vì họ giảng hay, thu hút không phải là vì họ đẹp trai, không phải là vì họ đẹp gái. Họ thu hút là bởi vì cái sự sống thiêng liêng từ trong người họ tỏa ra. Chúng ta nhìn thấy cái sự thánh thiện đó thu hút chúng ta.
Nếu mà chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa như vậy thì chúng ta cũng thu hút người khác như vậy. Và như vậy họ sẽ muốn trở nên giống như chúng ta, muốn trở nên bạn bè với chúng ta. Và rồi tới lượt chúng ta giúp họ bằng cách chỉ dẫn cho họ đường vào hoang địa. Ở nơi đó họ sẽ đến gặp Chúa, và họ khi gặp được Chúa họ rồi thì đến lượt họ, họ sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm riêng tư về Thiên Chúa với những người khác. Cái kinh nghiệm về Thiên Chúa cũng giống như kinh nghiệm về tình yêu. Chúng ta có thể nói về nó, nhưng người khác sẽ không thể hiểu được điều mà chúng ta diễn tả cho đến khi chính họ cũng có kinh nghiệm về nó. Xin kính thưa quý ông bà anh chị em, trong lời nguyện nhập lễ hôm nay, tôi đọc ngay đầu lễ có câu như thế này: Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa. Để có thể hăm hở đón Chúa thì chúng ta phải quyết tâm cho mùa vọng ngày này, bước đầu tiên vào hoang địa. Có nghĩa là chúng ta cần dành một chỗ cho Chúa trong hồn mình bằng cách thu xếp thời giờ để đi lễ, thu xếp thời giờ trong ngày để có giờ cầu nguyện, để có giờ kết hợp với Chúa, và thu xếp để có thể nghe lời của Chúa. Và làm được như vậy thì chúng ta cũng sẽ trở nên một Gioan Tẩy Giả khác, có tiếng kêu từ trong hoàng địa. Hãy dọn đường cho Chúa.